xe anh ạ. Đi cà phê. Cái của em đang xài một trăm một xã chứ. Tôi nghe nói như mọi người rất là bác. Nhiều người quen, nhiều người không gửi. Ông này thấy tẩy ra ok rồi. Bên này mình mới nâng chất lượng lên. Chứ bình thường mấy cái ghế này mà để lâu gì đám tích hơi khó ra lắm. Ừ. Em may đánh có cần thiết không cho em cái có để cho em gửi thông tin. Còn em may đánh cái massage, cái massage là ta dùng lâu nóng bẩn nó cũng đánh được. Này sập vô là thấy nó ra liền nha. Vâng. Tại em xài cũng nhiều dòng, lúc trước em xài cái chai màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì xài bốn lô xô hết trơn á.